Đóng cửa nhà máy giết mổ thủ công để đưa vào giết mổ công nghiệp theo chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31 tháng 3. Thế nhưng, nhiều nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại thành phố hoạt động được mấy ngày đã lo nguy cơ thua lỗ tiền tỷ. Với lượng heo giết mổ 3 ngày qua chỉ ở mức 2.000 con một ngày, đạt khoảng 60% công suất thiết kế, đại diện công ty An Hạ, huyện Củ Chi cho biết, dù chấp nhận bù lỗ khi lấy giá giết mổ công nghiệp bằng giá thủ công trước đó là 40.000 đồng một con, tuy nhiên vẫn không thể cạnh tranh lại với loại giết mổ thủ công ở các tỉnh. Tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng. Với tình hình này, mỗi tháng công ty thua lỗ khoảng 2 tỷ đồng, khả năng phải đóng cửa nếu khó khăn kéo dài. Tương tự những ngày qua, lượng heo giết mổ tại nhà máy của công ty thực phẩm Hóc Môn chỉ đạt 2.000 con một ngày, bằng phân nửa công suất. Theo các doanh nghiệp, giết mổ công nghiệp phải từ 75.000 đến 80.000 đồng một con thì mới huệ vốn. Nhưng lấy giá này thì nguy cơ không có heo về do giết mổ thủ công thường thoải mái, ít chịu kiểm soát nên thương lái chuộng. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giết mổ công nghiệp là chính sách đúng để cải thiện chất lượng thịt. Nhưng không vì thế mà khẳng định thịt được giết mổ thủ công không an toàn, bởi thành phố vẫn đang nhập thịt từ các tỉnh và có kiểm soát. Tuy vậy, thành phố có thể xem xét áp dụng một quy chuẩn để nâng cao chất lượng thịt nhập vào, đồng nghĩa yêu cầu sản phẩm thịt nhập phải đạt chất lượng hơn, đảm bảo các yếu tố về vi sinh. Với nhu cầu 10.000 đến 11.000 con heo một ngày, thành phố đưa ra mục tiêu 80 đến 90% nguồn cung heo sẽ được giết mổ công nghiệp.